Nội dung bài học gồm các phần như sau: 1. Từ mớ. 2. Nghe bài học. 3. Ôn tập. Bây giờ chúng ta bắt đầu với phần đầu tiên. 1. Từ mớ. Mời các bạn ghi lại các từ mớ trong bài. 姐姐, 姐姐 là chị gái. 穿, 穿 là mặc, là mang. 红鞋, 红鞋 là giày đỏ. 陪, 陪 là cùng, đi cùng với ai. 散步, 散步 là đi bộ. 帮, 帮 là giúp đỡ. 抓, 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 抓 là bắt. 蝴蝶, 蝴蝶 là con bướm. Ở đây thì từ chìa chia này và từ chìa chia này đều là như nhau. Nó có hai cách viết ha, đều đọc giống như nhau hết. Mời các bạn nghe và đọc lại từ mớ hai lần. Khi nghe tiếng chuông, các bạn hãy lặp lại theo nội dung vừa nghe. Chìa chia, chìa chia. Chuan, chuan. Hồng xế, hồng xế. Thầy, thầy. Sàm bù, sàm bù. Băng, băng. Chua, chua. Hú đĩa, hú đĩa. Hai, nghe bài học. Mời các bạn dùng tai nghe và tập trung lắng nghe nội dung bài học. Đi sư khờ, đi sư khờ. Wo de jie jie, wo de jie jie. Ai chuan hong xie, ai chuan hong xie. Pei wo san bu, pei wo san bu. Bang wo zua hu die, bang wo zua hu die. Di shi ke là bài bốn. Wo de jie jie là chị gái của tôi. Ai chuan hong xie. Ai ở đây là yêu thích, có thể dùng từ xì hoan để thay thế cũng được. Như xì hoan chuan hong xie đều được hết. Thích mang giày màu đỏ. Hei wo san bu, cùng với tôi đi bộ, tản bộ. Băng wo zhuā hú diě là giúp tôi. Zhuā là bắt, bắt bướm. Mời các bạn nghe và đọc lại bài học hai lần. Dì shì kè, dì shì kè. Wǒ de jiě jiě, wǒ de jiě jiě. Ai chuān hóng xiě, ai chuān hóng xiě. Pěi wǒ sàn bù, pěi wǒ sàn bù. Bāng wǒ zhuā hǔ diě, bāng wǒ zhuā hǔ diě. Ba, ôn tập. 1. Bổ sung thanh điệu vào câu. Các bạn tập trung nghe đọc 3 lần và điền thanh điệu vào câu sau. Bắt đầu. Lần 1. 我的姐姐 ai chuan hong xie, pei wo san bu, bang wo zhuā hǔ diě. 我的姐姐 Lần 2. 我的姐姐爱穿红鞋，陪我散步。
帮我说蝴蝶。冷吧，我的姐姐爱穿红鞋，陪我散步，帮我捉蝴蝶。Tìm từ thích hợp thay thế vào chữ X. Các bạn có 2 phút để làm bài tập này. Bắt đầu. Sau khi học xong bài học ngày hôm nay, các bạn hãy tìm bạn bè cùng thực hành ngay. Nếu như không có bạn cùng học thì các bạn có thể tham gia vào group Facebook này để cùng chúng ta cùng học tập và chia sẻ. Chỉ có thực hành là phương pháp tốt nhất để chuyển kiến thức của người khác thành bản thân mình. Và cuối cùng, mong các bạn dành ít phút để đăng ký, like cũng như chia sẻ hoặc gửi mail và nhận xét như cần. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Zaijian.